yêu quý chứ còn gì nữa. Đấy, em công nhận em nói thật nhờ. Em nói thật nhá là báo chí đúng là cái gì mà tầm 40 là check test mà đúng là chị thấy không trẻ mà trẻ đẹp mà trẻ thì làm sao đến lúc em bằng tuổi chị làm sao bằng tuổi chị mà làm sao được như này nhỉ? Nhưng mà đúng là tính cách nó phải trẻ từ tâm hồn là đúng rồi. Thế là nhìn chị là tỏa sáng từ tâm hồn đúng rồi thì nó mới có cái gọi là trẻ trung được thể hiện. Chứ bây giờ khuôn mặt mình nó là một chuyện thôi. Đúng rồi. Mình cũng phải biết chăm sóc và cách ăn mặc. Lại bà đưa máy đi. Đây chụp rồi. Chụp rồi. Em ngồi kiểu này. Em bé này. Em bé này lùi ra đi. Em bé này lằng nhằng. Chụp rồi đi. Đây. Em bé này lằng tay nó nhằng kiểu cực kỳ luôn. Em phải lách lách đầu ra để cho mặt trái. Thích làm kiểu điệu không? Bà Hà lách ra thì biết nó có. Rồi cái bao. Bà Hà cái bao. Chị ơi lách ra. Chị ngồi thẳng lưng đây. Đây nha, một kiểu làm điệu nữa nha. Đây, đây, đây. Đây. À, đây điệu. Ôi trời ơi, điệu kìa. Đấy, thấy chưa? Bắt trước chị thương sao này. Rồi, lại chim, lại chim. Lại chim cho hồi mới. Kiểu lại chị chưa? Lại chim cho hồi mới anh đây. Đây. Nào, nhóm vô anh đâu? Nhóm vô anh đâu? Nhóm vô anh của mình đâu? Cười và niềm vui tràn đầy sức sống luôn. Đó, nhóm Boeing của mình đâu rồi? Các bạn có đi du lịch nhóm Boeing của mình xuất phát đi. Quay lại gắn thẻ mọi người luôn đi, gắn thẻ vào mọi người đây này. Gắn thẻ vào mọi người đi. Đây là cái bạn tôi. Nếu mà kết bạn với chị rồi tan chị vào đây chỉ có tin là chỉ trong vòng nửa tiếng là có mấy nghìn người xem. Dạ. Theo ơi, nhìn anh Hùng đây này. Các nhóm Boeing nhìn anh Hùng đây nè. Bọn tớ hôm nay đến tận nơi nha. Ngó cùng với chị hoa xa. Chị tươi trẻ cực kỳ luôn nha. Đoàn mình đi ít người đấy. Ôi trời ơi. Tối qua bọn em đã ra đây rồi. Nhưng này chị đang ăn cơm. Nhưng vì chị đang ăn cơm. Thôi lịch sự để cho chị ăn cơm mà người mai vào sau. Đấy. Thế anh yêu nhà chị đi làm à? Anh yêu nhà chị đi làm à? Vừa đi xếp hàng. Ôi trời ơi, lại khiếp bắt làm việc lắm đi. Bây giờ là đòi đi làm xây dựng. Bây giờ không cho đi, hồi trước là làm xây dựng. Từ lúc cưới là gần đến ngày cưới là nghỉ trước một tháng. Đến bây giờ bảo thôi chồng ơi làm xây dựng mệt lắm. Tìm nguồn hàng để bán hàng trên mạng ngày kiếm triệu với vài trăm là được rồi. Thì để gọi là có công việc làm. Mà em cứ chỉ bán cà phê đi. Cà phê thì bây giờ chỉ là các khách du lịch đến thôi. Còn bình thường ra là ở đây cà phê là nó phải có tay vị. Đấy. Không, ôi, em nghĩ chẳng cần đâu. Em nghĩ chỉ cần mở. Chị chỉ cần cà phê như thế này. Đây cũng là bán rồi nhưng mà nói chung ra là nó không ăn thua. Bây giờ chồng chị đang có giảng viên để đào tạo hỏa trị liệu. Tức là hỏa trị liệu là bên đúng đi đấy. Đi theo nghề của chị ấy thì rác hơi là một cái hai nữa là nó đốt cồn ở trên người này này. Đấy. Cái gì nó kêu nhỉ? Không, đây là lái xe trọ ở trên này. Cho cả lái xe trọ ở trên này. Đây là các phòng trọ mà. À thế ạ? Thế không biết thế mà về đây ạ. Chị mình đa di năng. Chào chị ơi. Dạ vâng ạ, chào anh ạ. Em không nghĩ chị rồi. Chị mình đa di năng thế. Đây là trước là nhà chị làm nhà nghỉ. Chồng chị mất là chị không làm nữa. Thế ạ? Bây giờ cho họ thuê phòng. Không phải là các khách du lịch đến thuê đâu mà đây là đây nhà xe. Đúng rồi, họ thuê xe là thuê cố định là cứ đi về thế này. Thuê mấy năm rồi, đây là thuê 3-4 năm rồi. Đấy, cho những người thuê như thế hay hơn. Thuê như thế hay hơn, nó an toàn. Thế tại vì lúc đầu chị chưa lấy chồng ấy, thì là toàn đàn ông nhà xe là mình cũng không... Ví dụ nhà khách thập phương thì nó đa dạng người á. Nhưng còn bây giờ nhà xe là người ta có xe, có pháo, có tuyến đi của nó đàng hoàng, không sằng bậy được. Đấy, làm như thế. Chứ còn bây giờ là chết rồi, anh Hoa Cương còn đi ship hàng. Bây giờ là bán hàng. Anh Hoa Cương đi ship hàng, đấy là anh Hoa Cương chưa có ở nhà. Chỉ có anh Hùng thôi. Còn một anh Hùng thôi.
Có bạn Trần Hiền, sao bạn Trần Hiền hôm nay lại nhanh thế? Người lên trải nghiệm làm bởi vì là cái da nó cũng hơi bị xấu ấy. Em ơi này, nói thật hôm nay Mục Sở Thị thì đúng là các em. À đây. Xin chào. Sao biết này? Đây. Thế này mà giận, thế này mà đi xếp hàng này. Chồng đã về. Chồng bộ lắm đấy. Chồng đã về. Chạy xuống đấy cái anh em Hoa Sơn đã về rồi. Không, không phải cần. Cần cái kính. Cần. À, kính, kính, kính. Đây, kính, kính. Đây, vẫn đẹp, vẫn đẹp như thường. Đây, vẫn đẹp như thường. Không cần, không cần. Không phải đeo công ty vào nhìn. Anh đeo vào trong này à? Sao là hầm hố à? Đeo. Làm mũi. Ngồi đây đi ăn. Làm mũi để tím mặt. Đấy. Đúng rồi. Đấy, ngồi cảnh rồi. Trời ơi. Anh điệu của kiểu chưa. Đây nhá Phúc nha. Phúc ơi. Đây hoa cương thần tượng của Phúc đây nha. Đây. Gặp nhau mà cứ như quen nhau lâu rồi cười tươi là tươi lắm. Nhưng mà của chị da lành nhanh nhở? Hôm trước em nhìn thấy chị đang còn ăn yến mà trông nó còn chưa gì. Cái bàn trông bú này nhưng mà trong vòng 3 ngày da của chị lành lắm. Da lành. Da lành mà khỏe lắm. Không lành đẹp, đẹp thật. Bà bác có tập tành thì một người con đấy. Vừa hút mỡ ra mấy cân. Thế hút, hút. Em hút có được không? Ai cũng hút được hết. Mất bao tiền hả chị? Nếu mà hút mỡ không là 30 triệu. Nếu mà là fan hâm mộ của chị nữa là được giảm 10% đến 30%. Đau không chị ơi? Đau không? Không. Thuốc tê không đau đâu, giọng ba nó gây mê. Nó tiêm thuốc tê à? Không, thuốc tê. Mà là gây mê hả? Gây mê à? Phẫu thuật là nói. Nhưng mà lại là nội soi. Nó chỉ chọc vào cái lỗ bé tí này. Thế nhà... Thế là nó cho máy đi châm làm xa nữa, nó rút ra là bình thường. Thì đây về 38 cây ạ. Là bao nhiêu cây? Hội này vừa vào mường ngườm ngao xong. Như con gái thế này. Ô anh chị không phải đi cùng cái đoàn xe này đoạn? Không. Không, đoàn á? Tôi tưởng vẫn đi cùng đội hôm nay. Không. Các chị đấy cũng ở dưới Hà Nội đúng không? Hôm qua lên đây rồi, tối hôm qua đã lên đến nhà đây tớ rồi. Ở gần sao đến đây rồi, nhá. Nhưng mà vì đang cả nhà đang ăn cơm, tâm đang ngại. Bật tôm này. Trời ơi, pha cà phê đi. Chồng đi pha cà phê đi. Thôi. Mặt tim này. Tại vì chị còn giảng viên ở dưới kia. Đi ăn ở dưới nhà.
với An Minh không, nếu có thời gian quay lại đây, một là ngâm chân thuốc bắc, hai là ngồi uống nước. Rồi. Chân thuốc bắc. Ngâm chân thuốc bắc. Chồng chị mát xa là. Ôi trời ơi, chị thì sợ. Vén quần lên đến đây, vợ làm một bàn, chồng làm một bàn. Trời ơi. Là bấm lên đến đoạn trên này bảo nếu mà chị nào thấy đau thì phải bảo nhé để em làm nhẹ. Ôi không đau nó sướng lắm. Nước trên hàn nước nào. Tối nay cho các bà đi. Chị ơi, thấy em không về đúng không? Rồi, chồng chị ngại bảo là nếu mà đây là còn ở gần vợ nhá, nếu mà làm phòng mà có lido ngăn thì vợ lại tưởng là làm cái gì. Đừng nói cả là sướng lắm. Không được sướng lắm. Sướng lắm đấy. Thầy không biết sướng cái gì. Đi. Ở chào chị đi. Cảm ơn đến nhà trường. Thầy không có chiều em có bên ngoài lại. Cho bác còn nghỉ ngơi.